Như vậy để chữa bài số 4 là cái bài hiệu ứng mà nó hơi đặc biệt tí như này. Thì mình sẽ phải tạo một file mới đi. Là bài demo mấy đây? Bài demo 4 rồi, mình tạo một file mới là bài demo 5. Demo 5 thì mình mở ra này. MHTML. Đóng các tab khác lại. MCSS. Đấy. Như vậy là ở cái HTML này thì mình sẽ không làm gì cả. Ở cái CSS này thì mình bắt đầu làm một số thứ. Tốt nhất thôi. Mình mở ra chỉnh ở trên này cho nhanh. Trên Chrome luôn nhá. Để kích vào bạn đang đang làm mở ra như này. Bây giờ mình sẽ inspect element. Bạn biết là nó mở ra là do nó thay đổi CSS. Từ ban đầu cái nội dung mình định nghĩa đó là xóa bên này đi nhá. Xóa hết mấy cái linh tinh này đi. Từ ban đầu mình định nghĩa nó là rotate x là 90 độ. Sau đó khi kích vào thì mình để rotate nó là 0 độ. Thì nó có hiện tượng là mở ra như này. Đó. Đấy là do mình định nghĩa ban đầu và về sau khác nhau. Bây giờ nếu mình định nghĩa lại. Đấy, mình bỏ cái này đi. Bỏ. Tức là ban đầu mình sẽ để nó là. Đây, đây là ban đầu đây. Mình sẽ để nó tự tính là transform. Nó có một thuộc tính mới bạn 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 học translate x là translate y rồi. Translate này. X này. Ví dụ như bạn để translate x là 200 pixel thì nó sẽ dịch sang phải 200. Bạn để translate y là 200 pixel thì nó dịch xuống dưới 200. Còn nếu bạn để translate z là 200 thì nó phóng to lên. Z là cái trục mà nó đâm thẳng vào màn hình ấy. Như vậy cái trục z nó có tâm ở màn hình và có nó là không gian 3D mà x là ngang, y là dọc, còn z là cái trục mà đâm thẳng màn hình. Nếu mà z tăng lên ví dụ như là này nó gần giống như zoom ấy. Nó gần giống như zoom tại vì nó tiến đến gần mặt mình mà. Mặt mình chính là đối diện màn hình cho nên là cái z tăng lên có nghĩa là nó tiến gần mặt mình. Thì như vậy là cái trục OZ này này thì nó số lượng nó càng cao thì nó sẽ càng tiến đến mặt mình. Cho nên nếu mình muốn di chuyển từ xa trở lại như này. Đấy, như nó đâm nó tiến vào mặt mình ấy. Đấy. Tiến vào mình thì như vậy là mình phải cho cái translate z của nó là âm 900 nhỉ. Đấy thì nó zoom nhỏ lại. Translate z gần giống như thuộc tính scale nhưng mà nó tính theo bằng pixel cho nên là nó sẽ dễ dàng nó xử lý cái việc là nó tiến lên tiến ra tiến vào hơn. Mình nghĩ nó đẹp hơn. 1200 nhỉ, đấy. 2000 này. Đấy nó tiến từ rất xa. Sau đó là nó tiến nhưng mà nó không thể tiến hết mà nó sẽ quay một góc nhỏ nhỏ. Đấy, rotate y một góc khoảng tầm 80 độ. Đấy nó như này. Xong rồi nó bắt đầu tiến vào gần mình. Đấy, nó tiến vào gần mình. Tiến vào gần tức là mình giảm cái này đi. Ví dụ âm 200 nhỉ? Đấy mình nhìn nó tiến không? Còn nếu bình thường ở đây, nếu mà giảm thành âm 200 thì tiến. Tiến gần, đúng không? Âm 2. Nó ở xa như này thì nó như này. Còn nếu giảm đi thì tiến gần vào mình. Sau khi tiến gần vào mình thì nó xoay một góc nữa. Đấy, bạn nhìn nhá. Tiến vào gần. Ở đâu? Tiến vào gần. Sau nó mới xoay. Xoay có nghĩa là bạn để lại cho nó là 0 độ. Thì nó xoay ra. Như vậy bạn hình dung được cách xử lý chưa? Đầu tiên là cho nó ở vị trí ban đầu. Là translate z là âm 2000. Và rotate là khoảng 80 độ. Tiếp theo là cho nó tiến ra. Sau đó tiếp theo nữa là cho nó quay lại. Đấy nó có 3 bước. Từ xa tiến vào. Sau đó quay lại. Ừ. Như vậy mình định nghĩa luôn. Cái chuyển động của nó nhé. Bạn phải gọi cho thuộc tính đấy. Tức là animation mình xóa mấy cái thuộc tính băng nhằng đi nhá. Xóa hết. Gọn. Rồi. Bây giờ đơn giản là trở về như cũ. Có nghĩa là kích vào nó chỉ đơn giản hiện ra như này thôi. Rồi. Bây giờ mình muốn là nó đẹp hơn nữa thì mình sẽ gọi animation ra. Tên của nó là tiến vào. Đúng không? Thời gian là 1 giây à? Kiểu chuyển động là forward. Rồi. Sau đó mình định nghĩa luôn a còng gạch ngang webkit gạch ngang tiến vào à quên keyframe nhé. Tiến vào mở đóng này giá trị đầu tiên chính là giá trị ban đầu mình vừa nói xong là transform translate z âm 2000 pixel và rotate y một góc là 80 độ nhỉ. Được chưa? Giá trị đầu tiên chính là giá trị khởi đầu cho nên mình để luôn là vị trí đầu tiên.
Thế đầu tiên nó phải ở đây, ở vị trí này đã. Đây, sorry, ở đây. Đầu tiên nó phải ở vị trí này đã. Tức là cái deep resume này ban đầu nó phải ở vị trí này, xuất phát. Sau đó nó tiến ra thì mình nhân lên, mình tạo thêm một keyframe nữa. Tức là nó ở khoảng giữa chuyển động, nó khoảng 50% là khoảng giữa chuyển động. Thì nó tiến ra có nghĩa là nó tiến ra khoảng 100 pixel. Sau đó nó vẫn giữ nguyên cái góc quay này nhá. Sau cuối cùng sau khi tiến ra rồi, đây bạn nhìn em, sau khi tiến ra rồi thì nó mở ra. Thì như vậy là bạn sẽ phải để cái thuộc tính cuối cùng là 100% ấy. Mình để nó là 100 này thì nó mở ra. Đấy, mở ra nghĩa là quay trở về 0 độ. Đó, tiến vào. Từ đây là ban đầu, tiến vào, mở ra. Được chưa? Chạy thử xem nào. Có vẻ ổn rồi đấy. Rồi, ổn đấy chứ. Tiến vào, mở ra. Ok. Khá là ổn. Mình để thời gian nó, cái góc này nó ít hơn đi. Khoảng tầm 85 độ. 85 độ. Nói ổn đấy chứ. Tắt đi. Tắt đi mình để transition mà. Không chấm 4Z xem nào. Xem nó có được không. Rồi tắt đi rồi. Như vậy là cái hiệu ứng của bạn sẽ là kích vào, tiến ra, mở ra. Như vậy như hiệu ứng mà nó có từ hai trạng thái trở lên thì bạn phải sử dụng thêm cái thuộc tính là animation nữa thì bạn mới mô tả được cái chuyển động nào. Tức là nó gồm nhiều bước thì phải dùng animation, nó khó hơn một tí. Rồi những cái còn lại thì thời gian nó đến đây là mình chỉ hướng dẫn đến đây thôi, những cái phần còn lại thì bạn tự xử lý vậy nhé. Ví dụ như là rotate left thì chuyển từ trái sang như make a way lùi xuống, xong rồi cái kia tiến vào đúng không, thì mình phải định nghĩa một cái animation cho cái nền này, cho nó mở bên này, sau đó dịch xuống translate z thì nó sẽ tạo cảm giác như của cái này lùi xuống và cái này tiến vào. Đấy. Mình sẽ đính kèm cái file này để bạn có thể quan sát được cái cách mà nó viết thuộc tính CSS3 nhé. Đấy. Tinh thần chung của bài này, tức là cái chủ điểm chung của bài này là hướng dẫn bạn cách mà xử lý cái việc là kích vào, sau đó làm hiệu ứng ở một đâu, ở một vị trí nào đó. Ví dụ kích vào, hiệu ứng hiện ra như này. Thì cái đấy là hiệu ứng sử dụng cái việc add class. Tức là kích vào thì mình add class vào đây. Và trong cái class đấy thì mình sẽ định nghĩa cái CSS chuyển động cho phân tử này. Đó chính là chủ điểm chung của bài này là như vậy.